xuống. Dạ. Bé Bo hôm nay đi học có tốt không nè? Dạ tốt. À, mẹ kìa ba. Phải mẹ không? Coi chừng con lộn á, chứ mẹ con sao mà ăn bận sang trọng vậy nữa. Đây, uống nước nè. Thôi, giờ cũng trưa nắng rồi. Hai ba con mình về nấu cơm ăn ha. Dạ. Uống đi rồi về. Lý ơi! Lý ơi! Mẹ con đâu mà sao nhà cửa trống quơ vậy ta? Mẹ không có ở nhà hả ba? Cơm nước cũng thấy luôn. Thôi, bây giờ con ra sau tắm rửa thay đồ, rồi vô bà nấu cơm, hai bà con mình ăn cơm, ha? Dạ. Bây giờ bà. Tất cả như là định mệnh. Từ ngày mẹ con Lý xuất hiện, ông Tân cảm thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cứ ngỡ rằng đây chính là món quà mà ông trời bù đắp cho những thiệt hại về thể xác. Nhưng ông Tân không ngờ rằng niềm tin và tình yêu thương của mình lại khiến chính ông rơi vào cảnh tù tội. Ủa Lý? Ủa chứ em đi đâu rồi sao không thấy cơm nước gì hết vậy? Ủa anh này kỳ cục vậy, em đi làm mà. Em đi làm? Ừ. Em làm gì? Em nói là em nghỉ xí nghiệp rồi, em về em học cắt tóc làm móng gì mà. Ủa anh kỳ quá anh. Muốn học hành gì cũng phải no cái bụng trước chứ đã. Có thật mới giật được đạo chứ anh. Giờ anh nghĩ đi, không lẽ nhờ vô chiếc xe trái cây của anh nữa nè, cốc nè, ổi nè, rồi cái buồng chuối nữa. Anh nghĩ nhiêu đó là nuôi sống hai mẹ con tôi được hả? Anh nhìn lại đi. Sáng giờ bán còn nhiều quá ha. Hàng ta mới lấy về cô ba ơi. Ôi dạ. Tội quá. Rồi, ăn cái gì nè? Thôi, mới ăn xong qua chơi thôi chứ không có mua. Ủa, hôm nay anh sao rồi? Thì cũng bình thường vậy đó. Có điều mấy hôm nay kẹt tiền, lo cho bé Bo đi học, nên không có tiền mua thuốc. Tối nào cái chân cũng nhức á. Nói chứ cái chân nó đi khám đi, chứ để lâu không có tốt nha. Biết rồi. Nhắc mới nhớ. Vậy vợ anh á, có phụ giúp gì anh không vợ? Thì Lý mới xin nghỉ làm ở xí nghiệp đó. Cổ tính đi học gì đó anh cũng rõ nữa. Anh, em hỏi anh này nha. Hổm rày á, anh thấy vợ anh có cái gì lạ lạ không? Nhớ kỹ lại đi, có cái gì lạ không? Kỹ lại. Mệt quá nói luôn nè. Hôm bữa em thấy vợ anh nó đi với cái ông nào á, quen lắm. Ôm nhau tình tứ nó thiệt. Làm gì có chuyện đó. Ai đâu ác miệng nói bậy bạ chứ Lý sống với tôi chừng đó năm bộ tôi không biết Lý hả? Hả không, cái này không có ai nói chứ, cái này chính mắt em thấy luôn hả? Cái bà không? Tính cổ rồi, tôi biết. Vậy thôi, em nói anh nghe rồi mà anh không chịu nghe em. Bữa nữa hả, đừng có quay lại mà tìm em hỏi em.